bánh kem kìa. Bạn tôi chậm mà chắc. Phát đùa không? Em chào anh chị ạ. Chào em. Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Thanh, người yêu Huy. Tết này Huy không cô đơn nữa rồi. Nhờ. Tết này chắc mà về trong tim Huy rồi. Thôi mọi người, cứ nói thế Huy lại mất giá đấy. Ui giời ơi, chắc là cũng Huy đâu đấy. Ok anh. Mọi người nói anh mất giá hay tăng giá đâu quan trọng à? Bởi vì em mới là người định giá anh cơ mà. Tôi đã nhận được báo giá của Thanh. Chúng ta có thể thương lượng thêm một chút được không nhỉ? Tôi làm việc chuyên nghiệp và đúng giá. Thực ra tôi biết cái giá mà tôi đưa ra thì có vẻ hơi cao so với mặt bằng chung để thuê một cô người yêu đúng không ạ? Nhưng anh yên tâm, tôi chuyên nghiệp mà. Tôi tin rằng tôi sẽ luôn làm cho khách hàng hài lòng. Đúng là tiền nào của nấy nhỉ? Đắt sắt ra miếng. Huy ơi! Sao đây? Con... Đây rồi! Cái này lâu quá! Con được cái nhỉ? Cảm ơn anh! Alo ạ? Bao giờ là bao giờ? Làm việc có gì là bao giờ? Dạ vâng, đúng rồi ạ! Cái đôi này như nào? Hợp lý hợp lý! Đúng 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 rồi anh ơi! Anh ơi, anh nhắn địa chỉ với cả giờ giấc qua đây giúp em nhé! 72 vạn vào 4 giờ chiều ngày mai. Ok, ok, em nhớ chưa? Dạ. Em cảm ơn anh, em chào anh. Đói quá. Chờ tí nhá. Rồi. Sao đây? Cấp 2 giờ nó nhào ấy. Đẹp được. Đó. 2 giờ nào? Thì có. 2 giờ của tôi. Ok. So tôi hơi nhiều đấy. Quan tâm làm gì? Anh Huy. Em chào chị ạ. Chào em. Diệp à? Ra lâu chưa? Em ra đây 3 tháng rồi. Anh! Có phải nhiều việc vào. Ơi, chờ tôi tí nhá. Tại ông tướng này không chịu yêu xa này. Là người ta cứ phải khăn gói ra đây thôi. Nào, sao lại yêu xa? Xinh thế này mà yêu xa để không mà chết à? Huy nhờ. Này, Diệp với Thắng, quan làm kiểu ảnh. Cả Huy nữa, sao chụp ảnh nhé? Cứ sang chưa đi, sang chưa đi. Tôi có việc tí nhé. Nào. Đội hình đúng rồi, vào vị trí nhé. Cầm đi. Bận gì à? Đi máy nhá. Rồi. Sao im thế, lặng thế? Không phải việc của cô. Cơ kìa, sao lại cáu tôi? Tôi có làm gì đâu. Kia là người yêu cũ à? Kia là hồi bạn thân này, lại có người yêu cũ. Anh bị người yêu đá, sau đó người yêu cũ của anh quay sang yêu luôn bạn thân của anh. Thân cái gì mà thân? Giật mình. Nói thôi. Tôi hiểu rồi, không phải thân, thân gì nhỉ? Nhưng bị đá là thật. Tôi bảo cô bứt tóc mạch đi. Nói thôi. Các cụ ập đến điểm tập kết chờ từ nãy giờ rồi đây này. Đây rồi mà các bà thì đến nhanh đi con kịp ấy. Có đây ông ạ. Chu đáo quá ông ạ. Đến cho khởi hành sớm sớm một tí cho đỡ nắng cũng được. Sẽ tiếp chuyện với các cụ ai tiếng đồng hồ.
Chắc em chết. Không. Nào, cái Phương nó chưa đến à? Rõ. Không sao đâu, bạn bà còn 7 trên giờ kia kìa. Đừng có sốt ruột nhá. Dạ vâng ạ. Ông Đại ơi, chúng tôi đến đây rồi. Ôi trời ơi, rào rào cái chân lên nhanh lên. Chậm thế. Nhanh lên muộn rồi. Ờ, chào ông. Chào ông ạ. Giới thiệu với hai bà. Ok, đúng một tiếng nữa chị có mặt nhá nhá nhá. Ôi, Thanh, nâng ly nào. Uống đi em. Hello. Uống đi. Sao đấy? Không uống được rượu à? Anh. Hả? Anh có cho phép em uống không ạ? Kiều Huy ơi, uống đi, uống đi nữa. Ngày vui là phải hết mình. Ok. Tôi thấy ở trong hợp đồng có một mục là không sử dụng đồ có cồn. Đúng vậy. Này hơi khó nhỉ. Bởi vì tôi thuê cô đến một bữa tiệc. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng một chút. Một chút thì mình thêm chút phí. Cái này cũng là công bằng thôi anh Huy ạ. Nếu mà anh thuê tôi vào buổi tối, chắc chắn không có điều khoản này trong hợp đồng. Nhưng đây là ban ngày, anh biết rồi đấy. Ban ngày khi mà mình uống vào sẽ bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, dẫn tới không làm được việc gì cả. Thì chả khác gì tôi vứt nguyên đi một ngày. Anh Huy thông cảm cho tôi nhé. Anh Nam Trầm một ly. Ba trăm. Chốt đơn 400 nhá. 300 là 300 nhá. Là 8 ly à? 3 ly, 3 ly. Okay. Em chúc mừng anh Cường, chị Thảo à. Em mời các anh chị. Cảm ơn mọi người. Em mời anh chị à, chúc anh chị hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ, em mời các anh chị à. Hết anh chị nhá. Hết nhá. Còn 15 phút sử dụng dịch vụ. Có muốn làm điều gì đặc biệt không? Làm gì? Đừng định cơi nới rồi thêm ngón nhé. Không có đâu. Ê. Riêng việc này tôi free. Cái kiểu phát sinh một tí là cô cũng tính phí. Mà nói free á? Vì tôi ghét cô ta. Ghét ai? Ghét Diệp à? Ủa, sao lại ghét? Lại chụp ảnh đi. Tôi ghét vì nãy giờ soi tôi quá nhiều. Tôi ghét đến tôi free. Đơn giản thế thôi. Thực ra cái vấn đề này ấy, tôi... Chị Diệp. Ôi. Em có việc phải về bây giờ cho nên em xin phép mời chị một ly ạ. Ok em. Mà Thanh xinh thật đấy. Còn có cả nét thu thê với anh Huy nữa cơ. Thế bao giờ định mời cỗ đây? Hóa ra là như vậy à? Tại vì nãy giờ em cứ thấy chị Diệp nhìn em, mà nhìn kỹ từ đầu xuống chân. Em ngại quá. Em lại cứ tưởng là chị không thích em nên là chị mới nhìn lâu như thế. Hóa ra là vì em và anh Huy có nét thu thê nên chị mới nhìn lâu như thế. Ừ,